bắt đầu cho video ngày hôm nay. Mình đã chuẩn bị sẵn một bức tranh một cái máy bay đáo cũ này nhá. Nhìn rất đáng yêu đúng không? Hãy cùng mình tô màu cho bức tranh về cái máy bay này. Sao như nào? Mình sẽ tô màu cho cái máy bay này bằng màu xanh lam nhá. Tháng rồi anh nghỉ 2 ngày. Trước á là ý là tính lương vào tháng 7 á. Ừ, chỉ tháng 8 mới được trôi qua được 2 tuần thì. Ừ. Đưa nó ra viện rồi, à ra chậm đi chuyển nước rồi mà xong mà thôi nghỉ đi. Mình nghĩ là không có công với chị, mình nghĩ là không sớm bắt tay là không có ngày công ấy. Thế nhưng mình vẫn làm ở nhà, mình vẫn cần trả lời. Thế này, thế cái tiền 1 triệu đấy thì có chuyển vào cùng được lương không? Hay là do các sếp chuyển riêng? Em không biết đâu, em chưa hỏi anh. Anh tưởng em biết. Anh tưởng là chị Trang chuyển, hay là các sếp chuyển riêng? Đọc loại lại, em nghĩ là mình đọc lại thông báo đấy, các sếp. Chứ chứ bây giờ các sếp mà chuyển nó còn lâu mới đúng mà được lương đâu. Thế ạ? Ừ, các sếp nhây lắm. Nó trôi tít một cú gì đâu. Mình đã được xem file phương tiện đấy. Hình như là biếu cây. Kế hoạch phòng container này. Nhìn nó được nhiều. Ừ. Chứ nó có biết được trước sau thì cũng được lấy, em mới thích cộng vào. Phần viền của cái máy bay thì mình sẽ sử dụng màu đỏ này nhá. Chiến hôm nay nó nói nó rồi, nó không chịu nghe. Ồ, tại vì anh biết gì không? Nó cứ nghĩ là như lần trước cơ. Ừ, anh đã nhắn tin, anh bảo cho nó rồi. Ừ, anh nhắn tin nó không? Hôm, anh nói mồm ạ. Ừ, nói mồm nhưng mà hôm nay nó đang buồn ngủ, nó không không thèm ngoái lại nó nghe nhá. Là anh đã bực, anh không nói nữa rồi. Thế sao anh đã nhắn tin, anh bảo là mày tập trung làm đi, nó có dấu hiệu đấy. Nó trả ý kiến. Đến không cần biết mày làm hay không nhưng mà đừng có kiểu nằm ngủ lắm ấy. Ngày nào cũng buồn ngủ, ngày nào cũng. Chưa thấy ngày nào nó tỉnh táo mà. Còn đây ví dụ như trong phòng mình châm trước bảo là ờ nay em buồn ngủ quá thì cho mày ngủ đến 2 giờ. Thì đấy, thì cho mày lên mình ngủ đến giờ đấy phải dậy đi. Mẹ ngủ ngủ tít một cú. Quạt này thì mình sẽ sử dụng màu tím ấy nhá.
Và sau một vài phút thì bức tranh về cái máy bay bé U này của mình đã được hoàn thành nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu cho bức tranh này của mình. Nếu thích hay video hãy để lại cho mình một like, một lượt đăng ký để có thể nhận những video tiếp theo trên kênh YouTube của mình nha. Chào tạm biệt các bạn, tất cả các bạn.